quý vị và các bạn đến với chương trình phổ biến các kiến thức công nghệ thông tin cơ bản qua truyền hình. Trong bài học trước, chúng ta đã học khái niệm về máy vi tính và các thành phần cơ bản của máy tính. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài phần mềm máy tính và hệ điều hành. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm phần mềm máy tính, phân loại phần mềm, hệ điều hành, các thao tác trên hệ điều hành Windows. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu khái niệm về phần mềm máy tính. Phần mềm là các chương trình chạy bên trong máy tính, điều khiển máy tính và giúp máy tính làm việc. Các phần mềm tiêu biểu như hệ điều hành, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, v.v. Có thể chia phần mềm máy tính ra thành hai loại là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ thống là các phần mềm quản lý và điều hành các tài nguyên máy tính. Nó làm việc với phần cứng các phần mềm ứng dụng. Phần mềm hệ thống có thể là hệ điều hành, các trình tiện ích, các trình điều khiển thiết bị, v.v. Phần mềm ứng dụng là các phần mềm được sử dụng bởi người dùng đầu cuối. Có một số loại phần mềm ứng dụng phổ biến như phần mềm soạn thảo văn bản, phần mềm xem phim, nghe nhạc, v.v. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ điều hành máy tính. Hệ điều hành gồm các chương trình điều phối tài nguyên của máy tính, cung cấp giao diện giữa người dùng và máy tính, chạy các chương trình ứng dụng. Các hệ điều hành thông dụng như Windows, Unix, Linux, macOS. Cấu trúc của hệ điều hành được chia thành các thành phần cơ bản như sau. Phần cứng là phần vật lý được quản lý bởi hệ điều hành. Nhân của hệ điều hành là phần nhân của hệ điều hành, nó tương tác trực tiếp với phần cứng. Tất cả mọi thao tác đều phải qua phần nhân này nên nó chịu trách nhiệm chính về chức năng của hệ điều hành. Giao tiếp cung cấp các cơ chế giao tiếp để các ứng dụng làm việc với máy tính. Ứng dụng là lớp làm việc thực sự với người dùng. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các chức năng cơ bản của hệ điều hành. Hệ điều hành là phần mềm quan trọng nhất của máy tính. Nó quản lý tất cả các hoạt động của máy tính. Có thể kể ra các chức năng chính của hệ điều hành như sau. Khởi động và tắt máy tính, quản lý các chương trình đang chạy, quản lý các tài nguyên trong máy tính như phần cứng, phần mềm, dữ liệu, người dùng, v.v. Trong phần sau của bài này và các bài tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các chức năng này của hệ điều hành. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu các hệ điều hành thông dụng hiện nay. Đầu tiên, chúng ta tìm hiểu hệ điều hành Windows. Hệ điều hành Windows được công ty Microsoft phát triển và cung cấp ra thị trường toàn cầu. Đặc trưng của Windows là có thể chạy trên máy tính của nhiều hãng phần cứng khác nhau. Các phiên bản phổ biến hiện nay của Windows như Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7. Kế tiếp là hệ điều hành macOS. Hệ điều hành macOS được thiết kế để làm việc trên các máy tính của Apple. Máy tính của Apple ngày càng thịnh hành nên hệ điều hành macOS cũng ngày càng được phổ biến. Các phiên bản gần đây như macOS Tiger, macOS Leopard, macOS X, macOS X Lion. Các dòng máy Apple gần đây có chế độ cho phép chạy cả hai hệ điều hành macOS và Windows. Tiếp đến, chúng ta tìm hiểu về hệ điều hành Unix. Hệ điều hành Unix ban đầu được thiết kế cho máy tính mini trong môi trường mạng. Hiện nay, nó thường được sử dụng bởi các máy có cấu hình cao và các máy chủ web. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về hệ điều hành Linux. Linux là hệ điều hành được phát triển dựa trên Unix với ý tưởng ban đầu là chia sẻ mã nguồn cho cộng đồng. Ban đầu là hệ điều hành giao tiếp bằng dòng lệ. Tuy nhiên, đến nay có rất nhiều phiên bản hỗ trợ giao diện đồ họa như Ubuntu, Fedora, v.v. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu về phần mềm máy tính và hệ điều hành. Bây giờ, chúng ta sẽ ôn tập lại để giúp các bạn dễ nhớ. Phần mềm là các chương trình chạy trong máy tính, điều khiển máy tính và giúp máy tính làm việc. Phần mềm được chia làm hai loại là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Hệ điều hành gồm các chương trình điều phối tài nguyên của máy tính, cung cấp giao diện giữa người dùng và máy tính, chạy các chương trình ứng dụng. Các hệ điều hành phổ biến như
Windows, macOS, Linux, Unix. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hành các thao tác cơ bản trên hệ điều hành Windows 7. Do hệ điều hành Windows tương thích với rất nhiều hãng phần cứng khác nhau và được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Vì vậy, trong bài sẽ hướng dẫn các thao tác cơ bản và cách sử dụng hệ điều hành Windows. Trong bài học này, chúng ta sẽ làm quen với các thao tác sau: làm việc với desktop, khởi động các ứng dụng, tạo và quản lý shortcut, làm việc với thanh taskbar, tắt máy tính. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần trên màn hình desktop. Desktop là màn hình đầu tiên của hệ điều hành Microsoft Windows. Nó xuất hiện ngay sau khi máy tính khởi động xong. Desktop chứa 4 đối tượng chính sau. Thứ nhất là biểu tượng, hay còn gọi là icon. Biểu tượng, hay còn gọi là icon, là hình ảnh đại diện cho chương trình, giúp chúng ta dễ nhớ. Nó liên kết đến chương trình để giúp gọi chương trình một cách dễ dàng. Khi đó, nó được gọi là lối tắt, hay còn gọi là shortcut. Thứ hai là nền màn hình. Nền màn hình là ảnh nền của desktop. Thứ ba là thanh tác vụ, hay còn gọi là taskbar. Đây là thanh lệnh nằm phía dưới desktop. Thứ tư là thực đơn Star. Thực đơn Star là thực đơn khởi đầu của Windows, nơi chứa hầu hết các chương trình do Windows quản lý. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách hiển thị các biểu tượng trên màn hình desktop. Chúng ta thấy màn hình desktop chứa các biểu tượng của các chương trình hoặc các tập tin mà bạn hay sử dụng. Các biểu tượng trên màn hình thường được sắp xếp theo thứ tự nào đó. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, đôi khi chúng ta cần di chuyển đến vị trí thuận lợi hơn. Cách thực hiện như sau. Kích chuột trái để chọn các biểu tượng chúng ta muốn di chuyển và kéo chúng đến vị trí mong muốn. Nếu muốn thay đổi cách hiển thị các biểu tượng trên desktop theo quy luật của Windows, chúng ta thực hiện các bước như sau. Kích chuột phải vào một vị trí trống bất kỳ trên màn hình desktop. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn View. Sau đó chọn Auto Arrange Icons. Windows sẽ sắp xếp lại các biểu tượng theo thứ tự mặc định có sẵn trong Windows. Ngoài ra, chúng ta có thể chọn các tùy chọn khác để hiển thị các biểu tượng trên màn hình như mong muốn. Ví dụ, nếu bạn có một hình ảnh đẹp để làm nền cho desktop, mà các biểu tượng lại che mất đi một phần của hình ảnh, bạn có thể làm ẩn các biểu tượng này đi hoặc dời chúng đến một vị trí khác bằng cách kích chuột phải vào một vị trí bất kỳ trên màn hình desktop. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn View. Sau đó bỏ dấu chọn sau Desktop Icon. Lúc này, các biểu tượng đã bị ẩn đi. Nếu bạn muốn hiển thị các biểu tượng ra trở lại màn hình, thì bạn làm tương tự và đánh dấu vào sau Desktop Icon. Như vậy, chúng ta có thể dễ dàng thay đổi, sắp xếp lại các biểu tượng trên máy tính. Quý vị có thể tự sắp xếp các biểu tượng trên máy tính của mình theo ý thích. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu các thành phần trên màn hình desktop và cách hiển thị chúng trên màn hình. Bây giờ, chúng ta sẽ học cách sắp xếp các biểu tượng trên màn hình desktop. Để dễ nhận biết vị trí các biểu tượng, chúng ta có thể sắp xếp lại các biểu tượng trên màn hình. Cách thực hiện như sau. Kích chuột phải vào một vị trí trống bất kỳ trên màn hình desktop. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Sort By. Sau đó chọn Name. Lúc này ta thấy các biểu tượng trên màn hình đã được sắp xếp tăng dần theo tên của các biểu tượng. Ngoài ra, chúng ta có thể sắp xếp theo kích thước của các biểu tượng bằng cách kích chuột phải vào một vị trí trống bất kỳ trên màn hình desktop. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Sort By. Sau đó chọn Size. Ta thấy các biểu tượng đã được sắp xếp theo kích thước tăng dần. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách thay đổi ảnh nền desktop. Windows 7 cung cấp nhiều mẫu đẹp cho ảnh nền màn hình. Để thay đổi ảnh nền, ta làm như sau.
kích chuột phải vào một vị trí trống bất kỳ trên màn hình desktop, một menu sẽ xuất hiện. Bạn kích chọn Personalize. Lúc này, cửa sổ Personalization sẽ xuất hiện. Bạn chọn Desktop Background. Sau đó, chọn mẫu ảnh này mà bạn thích. Sau khi chọn được mẫu ảnh này bạn thích, bạn kích chọn nút Save Change và kích vào nút Close để đóng cửa sổ Personalization lại. Như vậy, chúng ta đã thay đổi được ảnh nền của desktop. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách tạo Screen Saver. Screen Saver cho phép thiết lập chế độ bảo vệ màn hình để bảo vệ màn hình và tiết kiệm điện khi máy tính ở chế độ nghỉ. Để tạo Screen Saver, ta thực hiện các bước như sau. Kích chuột phải vào một vị trí trống bất kỳ trên màn hình desktop. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn kích chọn Personalize. Lúc này, cửa sổ Personalization sẽ xuất hiện. Bạn kích chọn Screen Saver. Cửa sổ Screen Saver Setting sẽ xuất hiện. Sau đó, bạn chọn mẫu Screen Saver mà bạn thích. Thiết lập 5 phút không sử dụng, sẽ chuyển sang chế độ Screen Saver. Kích chọn nút Apply. Kích chọn OK. Và cuối cùng, bạn kích vào nút Close để đóng cửa sổ Personalization lại. Như vậy, chúng ta đã tạo được Screen Saver. Tiếp theo, chúng ta sẽ học cách hiển thị Gadget. Gadget là một ứng dụng mới của Windows 7. Nó cung cấp một số tiện ích hiển thị ngay trên màn hình desktop để giúp người dùng dễ dàng sử dụng như lịch, dự báo thời tiết, tình trạng làm việc của máy tính, v.v. Để hiển thị các tiện ích này ra màn hình desktop, chúng ta thực hiện các bước như sau. Đầu tiên, bạn kích phải chuột vào vị trí trống bất kỳ trên màn hình desktop. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn kích chọn Gadget. Lúc này, cửa sổ Gadget sẽ xuất hiện. Bạn tiếp tục kích chọn vào các tiện ích mà bạn muốn sử dụng, ví dụ như Calendar, Clock, Weather. Ta thấy các tiện ích này lần lượt được hiển thị ở phía bên phải màn hình. Nếu bạn không muốn sử dụng tiện ích đồng hồ nữa, thì bạn rê chuột vào biểu tượng đồng hồ. Ta thấy xuất hiện nút Close ở góc trên bên phải biểu tượng đồng hồ. Bạn kích chọn nút Close để đóng ứng dụng này lại. Bạn thực hiện tương tự nếu không muốn sử dụng tiện ích thời tiết nữa. Bây giờ, chúng ta sẽ học cách thay đổi ngày giờ hệ thống của máy tính. Ngày giờ hệ thống của máy tính sẽ báo cho bạn biết ngày giờ ở thời điểm hiện tại để tiện cho việc sắp xếp công việc. Do vậy, chúng ta phải thay đổi ngày giờ hệ thống cho đúng với ngày giờ hiện tại. Để thay đổi ngày giờ hệ thống, chúng ta thực hiện như sau. Bạn kích vào ngày giờ tháng 5 nằm ở góc dưới màn hình phía bên phải. Sau đó, bạn chọn Change Day and Time Setting. Lúc này, hộp thoại Daytime sẽ xuất hiện. Bạn kích chọn nút Change Day and Time. Lúc này, hộp thoại Day and Time Setting sẽ xuất hiện. Bây giờ, chúng ta sẽ thay đổi ngày giờ hệ thống cho đúng với ngày giờ hiện tại. Sau khi đã thay đổi xong, bạn kích vào nút OK. Tiếp tục kích vào nút OK. Như vậy, chúng ta đã thay đổi được ngày giờ của hệ thống. Bây giờ, chúng ta sẽ thực hành khởi động các ứng dụng. Thứ nhất
là khởi động ứng dụng từ shortcode. Thứ hai là khởi động từ thanh test bar. Thứ ba là khởi động ứng dụng từ thực đơn star. Windows quản lý các chương trình trong máy tính và cho phép người dùng gọi nó khi cần thiết. Có nhiều cách để gọi các chương trình trong máy tính. Ở phần này, chúng ta tìm hiểu 3 cách như sau. Để khởi động một ứng dụng, chúng ta có thể thực hiện một trong 3 cách sau. Cách thứ nhất, kích vào biểu tượng của ứng dụng có trên màn hình. Ví dụ, chúng ta khởi động chương trình My Computer. Cách thứ hai, kích vào biểu tượng trên thanh taskbar. Ví dụ, chúng ta khởi động trình duyệt Google Chrome. Cách thứ ba, chúng ta chọn chương trình trên thực đơn star. Ví dụ, chúng ta khởi động chương trình Notepad. Tương tự như vậy, bạn có thể gọi bất kỳ chương trình có trong máy tính mà bạn muốn. Lối tắt, hay còn gọi là shortcut, là cách tạo liên kết chương trình với biểu tượng nhằm giúp cho quá trình khởi động chương trình được thuận lợi hơn. Để tạo lối tắt cho ứng dụng trên màn hình desktop, chúng ta thực hiện các bước như sau. Đầu tiên, bạn kích phải chuột vào một vị trí trống bất kỳ trên màn hình desktop. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn New. Sau đó, kích chọn Shortcut. Lúc này, hộp thoại Create Shortcut sẽ xuất hiện. Ví dụ, bây giờ chúng ta sẽ tạo lối tắt cho chương trình Microsoft Word. Để tạo lối tắt cho chương trình Microsoft Word, chúng ta kích chọn vào nút Browse. Sau đó, bạn kích chọn My Computer. Và kích vào ổ đĩa C. Sau đó, bạn kích chọn nút Program Files. Tiếp tục kích chọn Microsoft Office. Kích chọn Office. Tiếp theo bạn chọn winword.se và bạn kích vào nút OK. Sau đó bạn tiếp tục kích vào nút Next. Và nhấn vào nút Finish để hoàn thành việc tạo lối tắt. Như vậy, chúng ta đã tạo xong shortcut cho chương trình. Chúng ta có thể kích đôi vào biểu tượng của shortcut để chạy chương trình. Thanh taskbar cho phép khởi động nhanh các ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng khi sử dụng hệ điều hành Windows. Bạn có thể làm cho thanh taskbar tự động ẩn hoặc hiện ra khi đưa chuột vào bằng cách kích chuột phải vào thanh taskbar. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Property. Trong cửa sổ Taskbar and Start Menu Property, bạn chọn Auto Hide the Taskbar. Sau đó nhấn chọn OK để kết thúc. Lúc này, thanh taskbar đã tự động ẩn. Để hiển thị lại thanh taskbar, bạn kích chuột phải vào thanh taskbar. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Property. Trong cửa sổ Taskbar and Start Menu Property, bạn bỏ dấu chọn
Auto Hide the Taskbar. Sau đó kích chọn OK để kết thúc. Lúc này ta thấy thanh Taskbar đã hiển thị trở lại. Để thêm hoặc bớt một ứng dụng trên thanh Taskbar, bạn thực hiện các bước như sau. Kích chuột phải vào thanh Taskbar. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Toolbar. Một menu nữa sẽ xuất hiện. Bạn chọn Desktop. Bây giờ, trên thanh Taskbar xuất hiện một Desktop Toolbar giúp bạn dễ dàng truy cập các biểu tượng trên đó bằng cách kích chuột vào dấu mũi tên. Trong phần trước, chúng ta đã biết được tác dụng của thực đơn Star. Để thay đổi các thành phần của thực đơn Star, chúng ta thực hiện các bước như sau. Như chúng ta đã biết, thực đơn Star chứa danh sách các ứng dụng được cài đặt trên máy tính. Các bạn quan sát, trên thực đơn Star, chúng ta thấy có biểu tượng Game và không có biểu tượng My Computer. Bây giờ, để bỏ bớt biểu tượng Game và thay bằng biểu tượng My Computer, chúng ta thực hiện các bước như sau. Đầu tiên, bạn kích phải chuột vào thanh Taskbar. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Property. Trong hộp thoại Taskbar and Star Menu Properties, bạn chọn thẻ Star Menu. Sau đó, kích chọn Customize. Trong mục My Computer, bạn chọn Display as a Link để hiển thị biểu tượng My Computer trên thực đơn Star. Và trong mục Game, bạn chọn Don't Display this item để bỏ hiển thị biểu tượng Game trên thực đơn Star. Sau đó, bạn kích chọn OK để hoàn thành việc chọn. Và tiếp tục, kích chọn OK để kết thúc. Bây giờ, chúng ta kiểm tra lại. Kích vào thực đơn Star. Chúng ta thấy xuất hiện biểu tượng My Computer và biểu tượng Game đã được bỏ đi. Sau khi kết thúc một phiên làm việc, chúng ta tiến hành tắt máy tính. Để tắt máy tính, chúng ta nhấp chọn nút Start. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Shutdown. Ngoài ra, chúng ta có thể chọn các kiểu tắt máy khác bằng cách nhấp vào nút mũi tên bên cạnh nút Shutdown. Một menu sẽ xuất hiện. Bạn chọn Hibernate. Hibernate dùng để tắt máy tính nhưng giữ nguyên môi trường làm việc. Chế độ này nên sử dụng khi đang làm việc dễ dàng nhưng phải rời máy tính. Nó sẽ giúp bạn khởi động và trở lại công việc nhanh hơn. Hoặc bạn chọn Restart dùng để khởi động lại máy tính. Lock sử dụng khi bạn rời máy tính tạm thời. Hệ thống sẽ khóa máy mà không tắt máy tính. Bây giờ, chúng ta sẽ ôn tập lại các nội dung vừa học để giúp các bạn dễ nhớ. Desktop là màn hình đầu tiên của hệ điều hành Windows. Desktop chứa các biểu tượng, màn hình nền, thanh tác vụ, thực đơn Star. Shortcut là biểu tượng của chương trình liên kết đến phần thực thi của chương trình. Shortcut giúp khởi động ứng dụng nhanh hơn. Screensaver cho phép bạn thiết lập chế độ bảo vệ màn hình máy tính trong thời gian không sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay đổi thực đơn Star hoặc thanh tác vụ để làm việc dễ dàng hơn. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong bài học về phần mềm máy tính và hệ điều hành. Bây giờ, chúng ta sẽ tóm tắt lại nội dung bài học. Phần mềm máy tính là các chương trình chạy trong máy tính. Nó được chia làm hai loại, là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng. Hệ điều hành là phần mềm hệ thống, quản lý và điều khiển máy tính. Các hệ điều hành phổ biến như Windows, macOS, Linux, Unix. Đến đây, chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở những bài học sau.